Khám phá lịch sử xin chào quý vị và các bạn. Chủ đề của chúng ta hôm nay xoay quanh một đế chế hùng mạnh, một câu chuyện về sự thống nhất và chinh phạt. Lịch sử triều đại nhà Nguyên Thời kỳ trước khi nhà Nguyên hình thành, các bộ lạc Mông Cổ sống dưới sự cai trị của nước Liêu. Sau khi nước Liêu bị nước Kim tiêu diệt, một cơ hội đã đến với các bộ lạc Mông Cổ. Lợi dụng việc nước Kim bận rộn chiến tranh với nhà Tống ở phía Nam – Hợp Bất Lạc Hãn đã thành lập một quốc gia Mông Cổ đầu tiên. Quý vị có thể hình dung đây giống như việc một nhóm nhỏ tận dụng sự sao lạc của chính quyền lớn hơn để tự lập nên một vùng đất riêng. Tiếp theo, Yêm Ba Hải kế vị Hợp Lạc Hãn. Thật không may, ông đã bị phản bội và bị giết. Sự kiện này đã gieo mầm thù hận giữa người Mông Cổ và nước Kim. Vào đầu thế kỷ 13, Thiết Mộc Trân, thủ lĩnh của bộ lạc Khất Nhan, bắt đầu hành trình thống nhất các bộ lạc Mông Cổ giống như việc tập hợp nhiều nhóm nhỏ lại thành một tập thể lớn mạnh. Thiết Mộc Trân đã chiến đấu và chiến thắng nhiều trận đánh quan trọng. Thiết Mộc Trân, sau này là thành cát tư hãn, đã thống nhất các bộ lạc Mông Cổ vào năm 1206. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một đế chế hùng mạnh. Sau khi thống nhất Mông Cổ, thành cát tư hãn chuyển hướng sang nước Kim. Trước khi tấn công nước Kim, ông đã chinh phạt nước Tây Hạ ba lần. Việc này giống như việc loại bỏ các đồng minh của đối thủ trước khi tấn công trực diện. Từ năm 1211, Thành Cát Tư Hãn bắt đầu chiến tranh với nước Kim. Quân Mông Cổ đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng, bao gồm cả việc chiếm được kinh đô của nước Kim. Thành Cát Tư Hãn còn mở rộng lãnh thổ về phía tây, chinh phạt nhiều vùng đất khác. Các bạn nghĩ sao về chiến lược quân sự của Thành Cát Tư Hãn? Đó là sự kết hợp giữa tài năng lãnh đạo chiến thuật khôn ngoan và lòng dũng cảm của quân đội. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, Oa khoát thai kế vị. Ông tiếp tục cuộc chiến chống Kim và mở rộng lãnh thổ Mông Cổ sang phía Tây, chiếm đóng nhiều vùng đất ở châu Âu. Việc này giống như việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn thế giới. Triều đại nhà Nguyên chính thức được thành lập bởi Hốt Tất Liệt, cháu của Thành Cát Tư Hãn. Hốt Tất Liệt đã đánh bại Nam Tống và Thống Nhất Trung Quốc vào năm 1279. Đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Quốc. Tôi, với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, cho rằng đây là một thành tựu đáng kinh ngạc. Hốt tất liệt còn tiến hành nhiều cuộc viễn trinh hải ngoại, tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công. Ví dụ như cuộc tấn công Nhật Bản đã gặp bão lớn và thất bại. Sau thời hốt tất liệt, Triều Nguyên trải qua nhiều đời vua khác nhau mỗi vị vua đều có những đóng góp riêng cho lịch sử triều đại tuy nhiên đến cuối thời nhà nguyên triều đình suy yếu và mất nước vào tay nhà minh tóm lại lịch sử nhà nguyên là một câu chuyện dài về sự thống nhất chinh phạt và cả những thăng trầm của một đế chế hùng mạnh từ những bộ lạc nhỏ bé trên thảo nguyên người mông cổ đã vươn lên trở thành một đế chế rộng lớn để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử thế giới quý vị nghĩ sao về vai trò của nhà nguyên trong lịch sử thế giới khám phá lịch sử cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe